anh ấy vốn là tổng tài lạnh lùng như băng ai ai cũng đều phải kính trọng anh ta nhưng đứng trước mặt vợ mình anh lại nhẹ nhàng như con chó nhỏ vậy nếu vợ có yêu cầu gì đối với anh ấy anh ấy sẽ vui vẻ mà hi hi ha, ha suốt cả ngày nhưng đó là anh không biết rằng hiện tại cô tuyết nhi đang cùng yến văn gia vui vẻ đọc kịch bản sau khi xem xong anh cũng phải gật đầu đồng ý trong nước vốn không có nhiều kịch bản như thế này hầu hết các đạo diễn và nhà đầu tư đều không dám động vào chủ đề này chị muốn đầu tư sao yến văn gia thắc mắc cô tuyết nhi gật đầu đúng vậy thế là anh chàng liền quay mặt đi giả vờ tùy tiện hỏi chị định tìm ai diễn vậy cô tuyết nhi biết ý chỉ cười nhẹ phim chị đầu tư dĩ nhiên là em diễn rồi vốn dĩ từ khi đọc được kịch bản này cô đã luôn hy vọng yến văn gia sẽ tiếp xúc với loại vai diễn như vậy bởi lẽ yến văn gia có tính cách biến đổi phức tạp lại luôn ham thích tìm kiếm sự thay đổi kích thích là do vẫn chưa tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống phần nữa là do anh đã nổi tiếng từ khi còn quá trẻ cũng đóng qua nhiều thể loại vai diễn phủ phiếm nên không tránh khỏi việc bị tách biệt với cuộc sống này cô nghĩ rằng kiểu vai diễn phải đấu tranh trong khổ đau này có thể sẽ mang lại cho anh câu trả lời mình muốn tìm kiếm thế là cố tuyết nhi ngay lập tức gọi điện thoại cho tôn tuấn nghĩa tôi sẽ đầu tư ngày mai ký hợp đồng được không tôn tuấn nghĩa nghe vậy thì lập tức cảm động không thôi nhưng để phản ánh tốt kịch bản bộ phim này cũng cần khoảng 30 tỷ để đầu tư cố tuyết nhi vậy mà không thương lượng thêm gì về giá cả trực tiếp về việc chuẩn bị hợp đồng luôn vừa mới cúp máy đột nhiên lại nghe yến văn gia hỏi chỉ có nhiều tiền đầu tư như vậy sao cố tuyết nhi thản nhiên không có yến văn gia định mở miệng trong lòng lại đang gào thét muốn nói tôi có tiền chị hỏi mượn tôi đi nhưng cố tuyết nhi lai vui vẻ đáp lời nhưng yến triều lại có cố tuyết nhi cũng không lăn tăn liền trực tiếp gọi điện thoại cho cây atm di động yến triều điện thoại quả nhiên nhanh chóng được nhấc máy yến văn gia ngay lập tức nghiêng tay lên nghe ngóng yến tổng giờ có tiện nói chuyện một chút không yến triều trả lời nhẹ nhàng với khuôn mặt thản nhiên ừ có tiện tôi vốn muốn đầu tư vào một bộ phim nhưng hiện tại trong tay chỉ có 15 tỷ mà thôi vậy nên muốn mời yến tổng đây tham gia chung cố tuyết nhi nói trực tiếp khiến yến triều không nhịn được mà nở nụ cười có như không đây chính là lúc để anh thể hiện chứ còn gì nữa thẻ chính thẻ phụ tôi đều để ở phòng em tôi không tham gia đầu tư nhưng em muốn đầu tư gì thì cứ làm đi được tạm biệt yến tổng Cô tuyết nghi cứ thế cúp máy cái dục khiến yến triều bên kia vụt tắt nụ cười luôn rồi nghe tiếng ngắt máy lạnh giá như trái tim của quát thấy anh còn chẳng ngờ mình vừa mới vùng tiền tỷ để vợ đầu tư mà vợ lại còn không một lời cảm ơn lập tức cúp máy tâm trạng của người đàn ông lại một lần nữa rơi vào đáy vực sâu nhưng cho dù có như vậy đi nữa anh cũng phải hoàn thành nốt việc xử lý người khiến cô vợ của mình không vui có biết đứa em trai tốt đó của cô ở trong trại giam đã nói những điều khốn nạn gì về vợ tôi không cô nghĩ tôi nên dạy dỗ hắn thế nào mới phải đây Bùi Lệ Hinh sợ đến rối bời run rẩy quỳ trên đất, thấy Yến Triều ngồi trên ghế đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, cô ta hết cắn chặt răng, lại cúi đầu rơi nước mắt lá chã. Danh sách đâu? Yến Triều cất giọng lạnh lùng. Bùi Lệ Hinh nghe vậy chột dạ giật mình thon thót, tôi, tôi cũng không có danh sách. Yến Triều nở nụ cười ba phần lạnh nhạt bảy phần như ba. Ngay sau đó, liền quay người ra ngoài. Bùi Lệ Hinh lúc này đã lo lắng đến tột độ. Yến Nguyên Hoa thật sự không đưa danh sách cho tôi, nhưng tôi có biết đại khái là có những ai, hãy để tôi viết ra. Yến Triều sắc mặt không đổi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn chế, tốt nhất cô nên suy nghĩ thật kỹ về những người trong danh sách đó không mất bao lâu bùi lệ hinh đã đưa danh sách một cách lúng túng lúc này ở một quán cà phê vắng người cô tuyết nghi đã dẫn theo luật sư của yến thị cả hai đang cùng trò chuyện về việc hợp tác với tôn tuấn nghĩa tôn tuấn nghĩa chỉ cảm thấy choáng váng sau khi đọc xong hợp đồng Cô tuyết nghi sẽ đầu tư 15 tỷ cho anh ta dưới danh nghĩa cá nhân 15 tỷ đó wow cô ấy thật sự biết đó là số tiền lớn như thế nào không vậy nhưng điều mà ông ta không hề biết đó là đối với yến triều số tiền 15 tỏi đó thực tế đó chỉ là con mũi vo ve để làm vui vợ anh ta mà thôi Người chồng mất tích đã lâu vừa mới quay về nhà, nhưng lại phát hiện vợ mình có vẻ đã thay đổi. Cô không những không quan tâm đến anh, mà còn dùng 500 vạn của anh để đầu tư cho em trai làm phim. Trông thấy 500 vạn không cánh mà bay trong chớp mắt, Yến Triều lại vô cùng vui vẻ. Anh ngay lập tức ra lệnh cho thư ký tăng hạn mức thẻ của Cố Tuyết Nhi, miệng thì nói, gan cô ấy lớn thật, không mấy người có được sự quyết đoán như cô ấy đâu. Yến nhiều có chút muốn cười, nhưng đồng thời anh cũng ngày càng thích cách hành xử của Cố Tuyết Nhi. Có một điều Yến Triều không biết, chính là vợ anh đang dùng 500 vạn của anh để đầu tư cho cậu em trai yêu quý của anh đạo diễn tôn có nhìn chúng được diễn viên nào không nếu không tôi muốn đề cử với đạo diễn tôn một người cậu ấy còn không nhận thù lao đóng phim cố tuyết nhi thẳng thừng đề nghị tôn tuấn nghĩa nghe vậy thì sáng mắt cố tuyết nhi đã sẵn lòng chi 500 vạn để đầu tư thế nên việc chọn lựa diễn viên cô cũng có quyền lên tiếng và đạo diễn tôn cũng không do dự lập tức đồng ý tốt quá ngày mai dẫn cậu ấy đến đây chúng ta gặp mặt sau khi quyết định xong vai chính chúng ta có thể bắt đầu khai máy phía bên kia nhận được lời mời của cố tuyết nhi tham gia đóng phim yến văn gia đang thong thả nằm tắm nắng uống trà sữa quản lý cũng quá quen với tính cách của anh ta nên cũng chẳng muốn nhiều lời ông chỉ là thở dài nói anh nhận vai diễn này khi nào ngay cả tên vai diễn cũng không biết là sao yến văn gia thờ ơ đáp dù sao tôi cũng muốn quay mà quản lý tiếp tục than phiền cuối cùng thì điện ảnh đại cổ đã không đầu tư vào bộ phim truyền hình của đạo diễn tôn vốn dĩ bọn họ còn muốn để cho anh đóng vai nam chính nhưng cuối cùng lại không có khóe miệng yến văn gia nhếch lên vô cùng tự tin mà nói chắc chắn là do mấy năm trước cái miệng của ông ta đi quá xa nên bây giờ mới gặp báo ứng chỉ cần mắt không mù như tên tôn tuấn nghĩa kia ai mà không muốn dùng tôi chứ ngay cả thù lao tôi còn không cần chủ yếu là hỗ trợ nhau thôi sau khi nói xong yến văn gia lại tay đăng một bài viết trên Weibo, nguyên văn gia chuẩn bị vào tổ mới kèm theo một bức ảnh tự sướng vô cùng xoái ngày hôm sau cố tuyết nghi vừa mới xuống phòng khách đập ngay vào mắt cô chính là vẻ bề ngoài lãng tử của yến văn gia anh đang đứng đợi dưới tầng thấy cô liền nói chị dâu à ăn mặc như thế này đi gặp đạo diễn thế nào cố tuyết nghi gật đầu nhìn trong lòng thầm nghĩ cậu ấy vội vã cái gì vậy nhưng tiến bộ luôn là điều tốt tôn tuấn nghĩa cũng không biết cố tuyết nhi sẽ đề cử gương mặt nào tuy nhiên ông ấy đã chuẩn bị đầy đủ khi thấy yến văn gia đứng sau cố tuyết nhi tôn tuấn nghĩa sốc suýt thì té dập mỏ sao lại là cậu ta nguyên văn gia yến văn gia cũng đồng thời nhìn thấy tôn tuấn nghĩa sao lại là ông tôn tuấn nghĩa hai năm qua không thích chỉ trích người khác quá nhiều thế nhưng ông vẫn nhớ bản thân đã từng chỉ trích yến văn gia trước đó ông ấy đã mắng nguyên văn gia trên bua là không đủ tư cách để làm diễn viên gặp lại kẻ thù cũ cả hai lại bắt đầu so bì mồm ngăm miệng người văn gia chuyện gì vậy cố tuyết nghi lên tiếng hỏi Yến Văn Gia cười lạnh một tiếng rồi đáp, ô, có gì đâu, năm kia đạo diễn tôn chửi em là cái bình hoa chỉ biết diễn dựa vào cái mặt, tôn tuấn nghĩa nuốt nước bọt, nhưng trong lòng vẫn nghĩ rằng Yến Văn Gia thực sự không có tài năng diễn xuất, và nói rằng anh cậu sẽ không diễn được nhân vật này. Yến Văn Gia nhấc nhấc cặp kính, lộ ra một nụ cười danh mãnh đáp trả, đây chính là chị dâu của tôi, chị ấy đã đầu tư cho ông, nên ông phải nghe lời chị ấy, mà ông nghe chị ấy tức là ông phải nghe tôi, nhìn hai người chọi nhau, chẳng ai chịu ai, cố tuyết nghi chợt cảm thấy hơi buồn cười, đạo diễn tôn, tôi đã coi qua Văn Gia diễn xuất rồi, kỹ thuật diễn của em ấy cũng không tệ nếu ông lo em ấy không bám sát được nhân vật vậy thì tôi sẽ dạy em ấy tôn tuấn nghĩa cứng đờ người e rẻ đáp vậy được không cô cố tính dạy thế nào thấy cố tuyết nhi bảo đảm như vậy tôn tuấn nghĩa chỉ biết đồng ý trong bất lực yến văn gia nhận được lời khen chắc nịch từ cố tuyết nhi cả người đều toát ra vẻ kiêu căng hống hách khoan đã tôi còn chưa đồng ý mà ngay bây giờ ông phải đăng liên tiếp ba bài lên Weibo để khen ngợi tôi sau đó tôi mới đồng ý tôn tuấn nghĩa nghiến răng kèn kẹt ông cả năm qua đã không on tí nào bây giờ tôn tuấn nghĩa ở tài khoản chính thức trên Weibo liên tục đăng ba bài viết kỹ thuật diễn của nguyên văn gia rất tốt nguyên văn gia là một thiên tài nguyên văn gia vô cùng đẹp trai giang cư mận thấy mấy bài viết này liền không tin vào mắt mình trong khi đó yến văn gia chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái có chị dâu thật tuyệt một kịch bản dở hơi không ai chú ý đến nhưng cố tuyết nghi lại sẵn lòng bỏ ra 5 tỷ để đầu tư thậm chí còn muốn đứa em trai nhỏ không đủ tài năng làm nam chính cả thế giới dường như đang chờ xem trò cười của cô tuy nhiên cố tuyết nghi chỉ bình tĩnh nói một câu tôi tin rằng bộ phim này sẽ làm tan chảy tất cả trái tim của mọi người yến văn gia được chị dâu khen ngợi, toàn thân cứ lâng lâng như đang bước trên mây anh cứ như nam châm đi theo sau dính lấy cố tuyết nhi nhưng cố tuyết nhi lại nói muốn đi mời thầy cho yến văn hồng trong lòng yến văn gia liền bất mãn một chút làm sao yến văn hồng lại có thầy lại còn cần đích thân chị dâu đến gặp nữa yến văn gia nhíu mày giả bộ yếu đuối nói tôn tuấn nghĩa chỉ em diễn kém em chưa được học qua một trường lớp chính quy nào nên bọn họ đã lấy việc này để công kích em cố tuyết nhi sau khi lên xe liền quay ra hỏi em muốn mời thầy về dạy sao yến văn gia đột nhiên lệ nóng quanh chỏng đáp không chỉ có tôn tuấn nghĩa mà còn có mấy người nữa cũng chỉ em không xứng để đóng phim em phải mời hai thầy mời được cố tuyết nghi cười nhẹ một tiếng và liền đồng ý rồi rời đi xe sớm dừng lại bên ngoài phòng trưng bày cố tuyết nghi một mình xuống xe để lại yến văn gia với khuôn mặt đáng thương ngồi trong xe vừa mới bước chân vào cửa ngay lập tức chủ tiệm tranh đã ra tiếp đón cô theo phía sau còn có hai cô gái nhỏ trong đó có một người là yến văn thù yến văn thù nhanh chóng kéo một cô gái đến giới thiệu với cố tuyết nghi cô gái e đối đầu chào hỏi cô chào yến thái thái cố tuyết nghi đáp lại rồi quay đầu nhìn chủ tiệm tranh hỏi Lỗ Đông có đây không? Chủ tiệm tranh ngạc nhiên nói, thì ra cậu ấy đến để chờ cô. Không lâu sau, một người đàn ông xuất hiện, anh ngay lập tức nhìn thấy Cố Tuyết Nhi. Sau đó, Lỗ Đông vụng về vò vò tay, cất lời chào hỏi Cố Tuyết Nhi. Thấy vậy, cô liền nói, nếu anh Lỗ không bận, có thể đến phòng trưng bày với tôi không? Cố Tuyết Nhi vừa đi dạo trong phòng trưng bày, Lỗ Đông ở bên cạnh liền giải thích ý nghĩa của bức tranh đó. Anh có vẻ hiểu rất rõ, không chỉ hiểu được các kỹ thuật được sử dụng trong những bức tranh này, mà còn biết được tác giả đã trải qua những gì. Lỗ Đông ngại ngùng cười một tiếng đáp, tranh có thể phản ánh nội tâm và trạng thái cuộc sống của một người những họa sĩ đang gặp khó khăn trong nghề đều có trải nghiệm tương tự lỗ đông nói rất nhiều thế nhưng cố tuyết nhi không quan tâm lắm cô chợt hỏi anh có quen tác giả nào như vậy không cuộc sống khó khăn nhưng có thể vẽ rất tốt anh có thể giới thiệu cho tôi lỗ đông hơi thắc mắc nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý cố tuyết nhi nói chuyện xong cô cười nhẹ gật đầu về phía chủ phòng trưng bày và nói là muốn dắt theo lỗ đông đi trước yến văn thù ngay lập tức đi theo ôm chặt tay cố tuyết nhi em đi với chị dâu nha cố tuyết nhi vừa mới về nhà yến văn hồng đã vui vẻ chạy tới đón cứ mở mơ ra là gọi chị dâu sau đó cậu nhìn về phía yến văn gia hỏi hôm nay anh hai đi sớm như vậy là vì lại có đạo diễn chửi anh sao yến văn gia trợn trắng mắt đáp anh đây đến đoàn làm phim mới nha mày yến văn hồng nhíu mày một chút giọng điệu nghe như có chút tiếc nuối lúc này cố tuyết nghi liền đẩy lỗ đông ra và nói yến văn hồng đây là thầy chị mời cho em lỗ đông vươn tay lắp bắp chào hỏi cảm ơn chị dâu em sẽ không làm chị dâu thất vọng đâu yến văn hồng nắm lấy tay lỗ đông và nói nhỏ gương mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào lỗ đông cũng không ngờ anh ấy sẽ có một ngày lại được một cậu thiếu gia nhà giàu chào đón như vậy yến văn gia đứng chơi trọi một góc ăn trọn quả bơ ngay sau đó anh đi theo sau cố tuyết nghi nghe thấy cô gọi cho tôn tuấn nghĩa tôi biết mấy năm nay sự việc này đã tạo ảnh hưởng rất lớn đến đạo diễn tôn nhưng tôi cảm thấy bộ phim của đạo diễn tôn thay vì âm thầm quay thì ngay từ lúc đầu cứ để mọi người được nhìn thấy nó đi đạo diễn tôn với tính cách của văn gia hy vọng đạo diễn không để bụng hy vọng đạo diễn có thể chỉ dẫn và chiếu cố cho em ấy một chút ở đoàn làm phim nghe được những điều này yến văn gia cảm động khóc thút thít có chị dâu thật tuyệt trong mắt mọi người cô ấy là một người phụ nữ yếu đuối vô dụng xuất thân từ gia đình giàu có nhưng sau khi ông chồng biến mất cô đã ra tay chấn chỉnh lại yến thị đồng thời chinh phục được trái tim của đại gia xiên tỷ đến nỗi đối thủ không đội trời chung của chồng cô cũng nhớ mãi không quên luôn tìm cách cưới cô về làm vợ người chồng luôn thờ ơ thế nhưng lại không muốn rời xa cô anh ấy phải chứng minh trước mặt mọi người rằng cố tuyết nghi là vợ anh ấy không một ai có thể cướp cô khỏi tay anh tuy nhiên anh ta cũng không ngờ rằng khi ấy giang việt đang trò chuyện với cố tuyết nghi anh nghe nói cố tuyết nhi đã đầu tư 500 vạn để sản xuất một bộ phim không ra gì thật sự là không hiểu nổi hành động của cô vì vậy anh ta đã vội vã chạy đến yến ra giang việt đã từng là đối thủ của yến triều suốt nhiều năm nên tất nhiên cũng quen thuộc với cách làm việc của anh ta yến triều trước đó không thích cố tuyết nhi vậy mà bây giờ cô lại làm như vậy giang việt không thể kiềm chế được cảm giác bất an yến triều có nói gì không giang việt quan tâm hỏi anh ta nói tùy ý cố tuyết nhi trả lời mà không chút giấu giếm giang việt im lặng một lát rồi tiếp tục kích động tùy ý yến triều người này rất là hai mặt lòng dạ thâm sâu từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai thâm độc như anh ta tóm lại anh ta nói là một chuyện còn trong lòng nghĩ sao là một chuyện khác anh ta nói tùy ý mà cô lại tùy ý thật vậy thì anh ta sẽ xử cô đó giang việt nói đến nhiệt, không tìm được miệng nhưng cố tuyết nghi chỉ thờ ơ đáp một tiếng đâu có chút nào để ý tới lời giang việt nói giang việt đột nhiên cảm thấy chua sót rồi cất lời thực ra thì nếu như yến triệu thật sự không nỡ để mất 500 vạn mà tức giận với cô cô có thể đến giang ra dạy dỗ thằng nhóc con nhà tôi đi nói xong giang việt lại cảm thấy hơi bốc đồng nói như vậy có vẻ hơi ngốc nghếch anh ta liền cười trừ hai tiếng rồi giải thích mọi chuyện chỉ là trò đùa nhưng rồi giang việt bỗng hối hận. anh đứng dậy nói tiếp tóm lại nếu như yến phu nhân vì chuyện đầu tư phim của em trai mà cãi nhau với yến tổng tôi chắc chắc sẽ ra tay giúp đỡ đúng lúc đó yến triều vừa bước vào nhà trông thấy giang việt vẻ mặt anh liền không vui giang việt cũng lịch sự giải thích rằng anh chỉ là tùy ý đến thăm cố tuyết nhi tuy nhiên lời này khiến yến triều cảm thấy không vui anh nhìn sang phía cố tuyết nhi hỏi cậu ta nói gì với em thế nói rằng cẩn thận anh hay mặt lòng dạ thâm sâu cố tuyết nhi thật thà trả lời yến triều ngay lập tức sầm mặt lên tiếng chuyện của vợ chồng tôi không phiền giang gia bận tâm giang việt lầm bầm mắng một câu thằng chả không biết xấu hổ này giang gia ta rộng lượng không tính toán với anh sau đó găng việt cong đít chạy đi cố tuyết nghi cầm lên một đĩa dâu mọng nước và mời yến triều khi yến triều nhận lấy quả dâu ngón tay cố tuyết nghi khẽ lướt qua lòng bàn tay của anh ấy yến triều nắm chặt lòng bàn tay cổ họng đột nhiên khô khốc không nói lên lời sau đó anh suy nghĩ qua nội dung của các bản tin và nói yến thị còn có điện làm trường vạn nếu như em cần giúp thì cứ việc nói cố tuyết Nhi hài lòng nhìn anh cô thầm nghĩ Mối quan hệ với Yến Triều cũng không đến nỗi tệ, hai bên hợp tác cùng có lợi, mình có yêu cầu, anh ta lập tức giúp đỡ, chỉ cần một ngày nào đó, anh là đừng có đột ngột tuyên bố ở bên nữ chính trong cuốn sách kia, vậy chuyện trở thành yến phu nhân cũng không tệ lắm. Tuyết Nghi nhíu mày mỉm cười, "Cảm ơn Yến tổng, yến nhiều không ngờ cô đồng ý nhanh như vậy." Rồi anh chậm rãi quay người bước lên lầu, nhưng đột nhiên anh quay đầu lại hỏi, "Giang Việt còn nói gì nữa không? Anh ta nói anh máu lạnh vô tình, chưa thấy ai thâm độc hơn anh." Nghiện nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, Nghiện nói tùy cô nhưng trong lòng đang nghĩ nên xử lý cô như thế nào. Yến Triều nín nhịn cơn giận, ép bản thân mở một nụ cười. Được rồi, ngay sau đó anh ta đi lên và gọi điện thoại cho Trần Vu Cần. Cố Tuyết Nhi ngồi trên ghế nắm chặt cái cốc trong tay, cô ngẩng cao đầu, uống một ngụm trà, rồi mới không kìm được mà cười khẽ. Sáng hôm sau, trên mạng đột nhiên tràn nhập tin tức về hành vi côn đồ của chủ tịch Giang. Giang Việt thấy vậy thì tức rồi tiết, chẳng qua là Yến Triều biết mua quảng cáo thôi, tôi cũng sẽ mua quảng cáo, cho cả thế giới biết anh ta là thứ hai mặt, không chỉ một cái, mà phải thật nhiều mới bỏ. Còn Cố Tuyết Nhi lúc này đang bình thản đưa Yến Văn ra ngoài, mặc dù đã kết hôn vài năm, nhưng vợ anh chỉ biết mở miệng đòi xiền của anh mà không hề trò chuyện về những thứ khác nhưng dù vậy người đàn ông không chỉ không giận dữ mà ngay lập tức đồng ý yêu cầu của cô vô điều kiện vợ yêu xiền thì đưa xiền cần quyền lực có quyền lực và cô ấy chính là yến phu nhân không có tài nguyên nào mà cô ấy không thể sử dụng chồng cô là yến triều đột ngột thay đổi thái độ lạnh lùng trước đây cũng khiến thư ký riêng của anh cảm thấy khó hiểu trần vu cẩn không tránh khỏi việc lên tiếng nhắc nhở ngài từng nói tài nguyên của yến thị người nhà họ cố không thể dùng yến triều nghe vậy liền ngước lên nhìn và nói cô ấy không phải là người nhà họ cố cô ấy là người nhà họ yến trần Vu cẩn đứng hình mất năm giây nghĩ trước đây ngài không có nói như vậy phía bên kia cố tuyết nhi dẫn yến văn gia thẳng đến bệnh viện yến văn gia thắc mắc hỏi cô chúng ta đến đây làm gì cố tuyết nhi không che giấu trực tiếp trả lời là đến thăm người nhà của lỗ đông khi biết rằng người nhà của lỗ đông đều bị bệnh nặng yến văn gia khẽ nói một câu khá xui đó khi đi đến cửa phòng bệnh lỗ đông đã ra tiếp đón họ yến văn gia tò mò nhìn vào phòng bệnh một người phụ nữ hơn 20 tuổi đang mỉm cười nhìn về phía họ lỗ đông sau đó cũng lập tức giới thiệu hai người với người phụ nữ biết được thân phận của họ vợ lỗ đông lập tức cười tươi và liên tục cảm ơn cô tuyết nhi dù trông khá ốm yếu nhưng cô vẫn luôn lạc quan mỉm cười ngay sau đó vợ lỗ đông quay đầu bảo anh đi gọt táo để mời khách yến văn gia cảm thấy hơi lúng túng nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi xuống khi hai người vừa ngồi xuống người phụ nữ nắm chặt tay cố tuyết nhi chân thành nói cô chính là quý nhân của lỗ đông quý nhân của gia đình chúng tôi tôi thực sự không biết nên cảm ơn cô như thế nào nhưng khi đang nói giọng nói của người phụ nữ đột ngột nghẹn lại trong cổ họng đôi mắt cô mở to hàm răng cắn chặt khuôn mặt co rúng, đầu tự nhiên nghiêng về một bên, cơ thể người phụ nữ bắt đầu co giật, lỗ đông sợ hãi đến mức làm vỡ đĩa hoa quả. Cô Tuyết Nhi bên cạnh phản ứng nhanh, cô lập tức nhấn chuông cấp cứu gọi bác sĩ tới. Y tá và bác sĩ nhanh chóng đến. Lỗ Đông đứng ở bên cạnh, khuôn mặt căng thẳng của anh tràn ngập sự sợ hãi. Yến Văn Gia ngơ ngác đứng đó, mới vừa nãy người phụ nữ vẫn còn tươi cười, thật khó có thể liên tưởng đến dáng vẻ của cô lúc này. Không biết đã qua bao lâu, vợ của Lỗ Đông cuối cùng cũng ngừng co giật và chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này cô Tuyết Nhi đến gần đưa cho Lỗ Đông một tờ danh thiếp và nói: Bệnh viện của Yến Thị anh gọi đến số này sẽ có người sắp xếp cho anh lỗ đông ngơ ngác ngồi đó anh nhận lấy danh thiếp và chân thành cảm ơn yến văn gia lặng lẽ nhìn mọi hành động của cố tuyết nhi trái tim anh cũng bị rung động theo sau khi tận mắt nhìn thấy những số phận bi thảm rốt cuộc đã phải khổ sở kiếm sống thế nào một lúc sau cố tuyết nhi đã đưa yến văn gia đến một công ty vận chuyển và công ty vận chuyển này thuộc sở hữu của giang việt ngay khi người phụ trách rời đi yến văn gia không nhịn được liền hỏi sao chị còn gọi cho giang việt vậy anh ta là đối thủ một mất một còn của yến thị đấy cố tuyết nhi không biểu lộ cảm xúc cô đáp vậy không phải đúng lúc sao lợi dụng kẻ thù không cần phải nhẹ tay yến văn gia chợt thông suốt chốt một câu có lý chúng ta không thể không lợi dụng chuyện tốt như vậy được ngay lúc đó trên xe vận chuyển hàng có hai người trẻ tuổi một người đứng trong khoang sau của xe một người đứng ở dưới hợp tác cùng nhau chuyển hàng lên xe quá trình khá tẻ nhạt và nhàm chán hàng trong tay anh ta có vẻ không nặng dường như cũng không quá mệt mỏi nhưng không hiểu tại sao anh đột ngột ngã ra đất cú ngã đó không quá nghiêm trọng tuy nhiên anh ta vẫn nằm đơ người trên mắt đất nửa phút mới có thể ngồi dậy người trên xe lo lắng và chuẩn bị nhảy xuống thế nhưng anh chàng đã mau chóng đứng dậy yến văn gia lúc này chợt nhận ra có điều kỳ lạ chân của người đó có vấn đề trông anh ta có vẻ cũng hơi ngốc nghếch dù vậy anh ta vẫn kiên trì đứng dậy và vận chuyển hàng thậm chí còn vui vẻ cười nói với đồng nghiệp yến văn gia dường như hiểu ra điều gì đó anh chưa bao giờ lo lắng về vấn đề kinh tế nhưng mỗi ngày đều tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống ở những nơi xa xỉ còn những người sống ở tầng lớp cuối cùng dù cho cuộc sống không mấy suôn sẻ nhưng họ vẫn luôn yêu đời cuộc sống thật sự có vô số nỗi đau nhưng bông hoa mọc ra từ đống gạch vụn đẹp biết bao Yến Văn ra trong một khoảnh khắc, dường như đã đồng cảm tận trong tâm hồn, anh không thể hiện được những vai diễn một cách đời thực nhất, chính là bởi anh không hề cảm nhận được những niềm vui nhỏ bé này, còn Cố Tuyết Nhi giống như một tia sáng, luôn dẫn đường chỉ lối khi anh lạc đường. Yến Triều bỗng phát hiện người vợ kiêu ngạo và quấy rối bỗng trở nên tự lập, rồi anh cũng vứt bỏ thái độ lạnh lùng của mình, mà vô thức luôn chú ý đến cách hành xử của Cố Tuyết Nhi, khi biết vợ mình gặp vấn đề mà không tìm đến mình để giúp đỡ, mà còn tìm đối thủ cạnh tranh của anh để xin giúp đỡ, Yến Triều cảm thấy trong lòng rất phức tạp, có lẽ anh không bao giờ nghĩ tới, kể cả không có anh Cố Tuyết Nhi ngày xưa không có giá trị gì, bây giờ lại có thể đối mặt với mọi rắc rối trên thế gian, và điều khiến anh không thể ngờ đến, là lúc này vợ đang cùng em trai anh Yến Văn Gia du ngoạn khắp nơi, để Yến Văn Gia có thể hiểu rõ nhân vật trong kịch bản, Cố Tuyết Nhi đã dẫn cậu đi trải nghiệm các biến cố trong cuộc sống, để cậu nhìn thấy hoa cỏ cũng có thể nở trên đống đổ nát. Vài ngày sau đó, Cố Tuyết Nhi lại tiếp tục đưa Yến Văn Gia đến nhiều nơi khác nhau, trong quá trình đó cô còn lợi dụng chút danh tiếng của Giang Nghị và Giản Hưng Thịnh, Yến Văn Gia được trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của một gia đình, được đi đến cao nguyên, thử sống cuộc sống ở biên cương khi quay trở lại yến văn gia vì không thích nghi được với khí hậu cao nguyên nên phải nhập viện một chuyến cố tuyết nghi về yến gia vào lúc rạng sáng yến văn thư mới dậy nhìn thấy cô còn tưởng mình mắt mờ sau đó lại vội chạy tới em còn tưởng chị và yến văn gia bỏ trốn rồi chứ yến văn gia đâu rồi cậu ấy đang ở bệnh viện yến văn thư lại hào hứng nói rốt cuộc cũng có ngày anh ta bị phen tạt axit rồi hả em phải tôn trọng anh trai chứ cố tuyết nghi nghiêm túc dạy bảo cô bé yến văn thư ghét bỏ quay đi một lúc sau yến cũng đi xuống anh nhìn cô với ánh mắt phức tạp hỏi phu nhân về sao không báo trước yến văn thư thấy anh trai mặt lạnh của mình liền lấy cớ chuồn mất yến Hiểu chậm rãi đi đến gần cố tuyết nhi em đã gọi cho giang nhị à cố tuyết nhi gật đầu em cũng gọi điện cho giản hưng thịnh thấy anh hỏi vậy cố tuyết nhi liền hiểu ý của anh tôi không gọi cho anh sao yến nhiều gật đầu một cách đáng thương bởi vì yến thị không phải nơi nào cũng quản được cố tuyết nhi trực tiếp giải thích cho anh nghe yến triều bỗng nhận ra cố tuyết nhi đối với mỗi người đều bình đẳng như nhau ngoài trừ vài người nhỏ tuổi hơn đối với cô ấy mọi người khác đều giống nhau không phân biệt nghèo giàu chỉ phân biệt có lợi dụng được hay không xem ra phạm vi kinh doanh của yến thị vẫn chưa đủ lớn yến triều lạnh lùng đáp lại một câu sau đó thấy đã tới giờ ăn sáng cố tuyết nghi đi rửa mặt xong cùng ngồi ăn sáng với yến triều trong phòng ăn hai người vẫn tiếp tục chủ đề trước đó cố tuyết nghi đột nhiên hỏi công ty dưới trướng của yến thị có lối đi cho người mù không yến triệt sững sờ một chút anh biết cô hỏi vì nó liên quan đến công việc từ thiện yến triều chưa bao giờ quan tâm đến những vấn đề này nhưng anh vẫn ngay lập tức nhớ lại những công ty đó cũng có một vài công ty có anh sẽ cho người đi chấn chỉnh lại cố tuyết nhi giả vờ hỏi vu vơ có vẻ như tốn thị gần đây đang gặp khủng hoảng tài chính yến triều chỉ cười nhẹ sao phu nhân biết cô tuyết Nghi cũng nói sự thật lúc tôi đang ở bên ngoài con dâu thứ ba của thạch hoa đã gọi điện cho tôi đến năm lần trong mắt thạch hoa và những người khác có lẽ tôi chỉ là một thái thái thích tiêu xiền như nước yến triều bất động thanh sắc ngồi nhìn cô nói hạn mức trong thẻ phụ dư sức để phu nhân tiếp tục tiêu xài phung phí cô tuyết Nghi nghe vậy hơi ngạc nhiên cô không thể ngờ yến triều lại đối xử với cô hào phóng như vậy cố tuyết nghi vừa cầm cốc vừa nói gần đây anh cũng nhận được thông báo khi tôi mua đồ phải không? khi nói về vấn đề này yến triều rất cao hứng. thái thái mua quần áo, kem đường mì cay, chua bánh quy mỹ phẩm, tôi đều nhận được thông báo hết. đây chắc chắn là khoảnh khắc gượng gạo nhất trong cuộc đời của cố tuyết nghi. cô ấy mới đến thế giới này nên muốn thử hết các món ăn ở nơi đây. nhưng việc này giống như chỉ có trẻ con mới làm. ai ngờ yến triều lại đột nhiên hỏi những thứ đó ăn có ngon không? cố tuyết nghi sượng chân trả lời rằng cũng không tệ lắm. yến triều im lặng một chút rồi đáp, tôi chưa lần nào được ăn thử. lần sau nếu như phu nhân mua thì có thể mua thêm cho tôi một phần được không? Cô tuyết nhi tự nhiên không còn ngượng ngùng nữa cô nhìn yến triều một cái rồi nói được sau đó lại lấy ra một cái hộp yến triều mở ra xem thử hóa gió là một chuỗi vòng hạt yến triều lấy chuỗi hạt ra và nắm nó trong tay vẻ mặt dịu dàng hết mực có vẻ như anh cũng không thể chống lại được sự dễ thương này họ giờ đây mới trông giống như một cặp vợ chồng thực sự người vợ yến triều từng ghét đột nhiên thay đổi không chỉ tính cách thay đổi sở thích ăn uống cũng thay đổi luôn anh ta chẳng bao giờ nghĩ đến người vợ trước đây chỉ đi ăn ở nhà hàng cao cấp nhưng giờ đây chỉ thích ăn đồ ở vỉa hè nhìn hành động không bình thường của vợ yến trường người luôn rất ghét đồ ăn vỉa hè lại còn đột nhiên muốn thử một lần điều khiến anh không thể ngờ tới là những đứa em bất chỉ của mình dưới sự dạy dỗ của vợ chúng từng ngày đều trở nên tốt hơn yến văn gia cuối cùng cũng lấy lại được cảm xúc ban đầu cậu ta ngay lập tức gọi điện thoại cho cố tuyết nhi chị dâu tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đủ rồi không đi nữa đủ rồi sao thực ra yến văn gia vẫn chưa hài lòng cho lắm khoảng thời gian này cậu được đi bộ một mình trong rừng nhiệt đới đi nhảy dù ở grand canyon đi bộ ở sa mạc tất cả đều mang lại trải nghiệm thú vị như thế là đủ rồi trong trái tim có đủ kiến thức yêu sầu bi hận là được rồi. cô tuyết nghi nhẹ nhàng nói. yến văn gia dường như cũng có cảm giác như được tái sinh lại. ngày mai em sẽ quay về tổ diễn, em sẽ phả mặt tôn tuấn nghĩa kia và bắt hắn ta đăng năm bài khen em lên mạng. yến triều ngồi một bên nghe cuộc trò chuyện, anh nhận ra mình và cô vẫn khác nhau. cô không phải là một phiên bản khác của anh. cô thông minh lý trí thái độ bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong thì là một người có trái tim nóng bỏng và dịu dàng. và cô tuyết nghi dường như đặc biệt chú trọng vào khái niệm gia đình, thậm chí là quan niệm về đất nước dường như cũng mang theo những cảm xúc khác nhau yến triều tự hỏi trước đó cô tuyết nhi rốt cuộc là người như thế nào yến văn gia nhanh chóng tham gia quay trở lại đoàn phim kỹ năng diễn xuất cũng tăng lên vài bậc ngày đầu tiên quay tôn tuấn nghị đã phấn khích đến mức đập một chiếc ghế nhựa còn nghĩ bộ phim này nếu như không bạo anh ta sẽ đi chết đồng thời anh ta cũng đang bị sốc bởi sự thay đổi chóng mặt của yến văn gia điều khiến anh ta sốc hơn nữa là tính cách của yến văn gia người luôn hành xử kiêu ngạo cũng trở nên tốt hơn mặt khác cố tuyết nhi đang đưa yến văn hoành đến trường mới yến văn hoành nắm chặt quai cặp miệng chu ra làm nũng cậu vẫn rất điềm nhiên sử dụng sự yếu đuối để thu hút nhiều sự quan tâm của chị dâu hơn đi đi nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho chị cố tuyết nghi giao cậu cho thầy chủ nhiệm thầy chủ nhiệm nhanh chóng dẫn yến văn hoành đi vào thân thể căng thẳng của yến văn hoành dần dần thả lỏng cậu đeo cặp sách và từ từ đi vào trong trường nhưng đi một bước lại quay đầu lại ba lần cậu đã quay đầu như vậy không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng không có ai cả tuy nhiên lần này thì khác rồi khi cậu quay đầu lại đã có cố tuyết nghi đứng ở đó cô ấy đứng đó bóng dáng mảnh mai nhưng cũng như một ngọn núi vững chắc yến văn hoành hít một hơi thật sâu cậu nghĩ yến văn gia đã thay đổi yến văn thư và yến văn bách cũng thay đổi cậu cũng nên thay đổi tốt hơn thôi bắt đầu ngay từ hôm nay đợi yến văn hoành đi vào trường cố tuyết nghi đột nhiên ngửi thấy mùi thơm quen thuộc cô ấy liếc nhìn xung quanh gần trường có rất nhiều quán ăn nhỏ cô ấy chỉ cần chỉ chỉ vài cái đã ra lệnh cho vệ sĩ của mình đi đến các cửa hàng ăn mua đồ ăn mang về sau khi xác nhận không bỏ sót quán nào cô mới hài lòng đi về nhà khi yến triều trở về nhà của mình vừa mới bước vào cửa đột nhiên anh lại ngửi thấy một chút mùi mùi cay cay pha lẫn một chút bột ngọt bước chân của yến triều trở nên chậm lại anh nhìn thấy cố tuyết nhi ngồi trên ghế sofa đang từ từ lật qua cuốn sách trong tay trên bàn thì chất đầy đồ ăn cố tuyết nhi nghe thấy tiếng bước chân liền đặt sách xuống cô nhìn lên liền thấy anh đã về yến tổng trở về rồi à tôi có mua ít đồ ăn mang về cho yến tổng muốn thử chút hay không yến không nghĩ đến rằng anh chỉ bâng quơ nhắc đến thôi nhưng cô lại nhớ